quay video cho các bạn xem hình ảnh cây guitar Bình Nguyên A300 nhé. Cây này là một trong những dòng bán rất là chạy tầm trung. Đấy, giá chỉ có 3 triệu thôi, tiếng thì rất là hay. Có điều chắc chắn là nó không hay bằng gỗ cằm cườm rồi, cây cằm cườm A350 sẽ hay hơn tương đối nhiều. Cái này gỗ gỗ điểm nên nó ấm, tiếng thiên về tiếng ấm. Các bạn xem kỹ nha. Đấy, mặt là gỗ điểm, điểm này gọi là điểm hổ, nó sẫm. Lưng hông gỗ điểm hết, phun điểm. Đấy, mã A300 Ita Bình Nguyên. Mặt rất đẹp đúng không? Phần đây là phần hông này, lưng hông này, cổ điểm, bọc tút, đầu cần, cần rất là xịn sò và kỹ, khóa thì khóa đúc, dây vàng này, dây vàng gồm bên Bình Nguyên sẽ cho dây Elixir chất liệu luôn. Nét cao. Bây giờ mình sẽ quay đằng sau cho các bạn xem nhé. Đằng sau là phần lưng, lưng cũng gỗ điệp nốt, cần liền nguyên khối. Cái này bán 3 triệu thì quá lãi rồi. Ăn đứt các cây tầm số khác trên thị trường.